Xin chào bạn, mình là Phạm Nết. Hiện nay mình đang là CEO của hệ thống thẩm mỹ viện Parila. Trước khi đến với chương trình này thì mình đang gặp rất là nhiều vấn đề trong việc lập kế hoạch và mục tiêu cho công ty cũng như là cho nhân sự. Đồng thời là gặp luôn cả vấn đề cho phòng marketing. Làm sao để giúp các bạn quản trị được cái mục tiêu cũng như là thực hiện được cái mục tiêu của doanh nghiệp. Vấn đề này đã kéo dài khoảng 2 năm rồi. Và thường xuyên chị phải làm việc gánh team, tức là mình phải lo rất là nhiều công việc trong tổ chức. Có nhân sự nhưng mà nhân sự không hiểu được hoặc là làm không đạt được cái mục tiêu của ban đầu do tổ chức đề ra. Rất là tuyệt vời, bởi vì 2 ngày vừa rồi nó giúp mình giống như là có luôn một cái bộ khung để mình về vận hành doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn. Đó là những cái chiến lược để xây dựng kế hoạch này. Quản trị không chỉ là mục tiêu, đó là quản trị hiệu suất bằng OKR. Thì đây là một cái mà rất là mới cũng như là rất hiệu quả đối với doanh nghiệp của chị hiện tại. Đối với chị thì thầy Tony Dũng là một cái người thầy rất là thực chiến và có kinh nghiệm rất là sâu trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp làm sao để vận hành một cách trơn tru hơn cũng như là tốt hơn, giúp doanh nghiệp phát triển. Chị thấy rất là bổ ích cho không chỉ riêng chị mà rất nhiều các chủ doanh nghiệp trong chương trình chị tham gia đều có cảm nhận như vậy. Đối với chị thì chị thấy trường doanh nhân HBR thì vô cùng cần thiết cho các chủ doanh nghiệp. Nếu các bạn dù khởi nghiệp hay là đã khởi nghiệp hoặc là doanh nghiệp của mình đã nhiều năm rồi thì nên đến HBR một lần để thấy rằng ở đây sẽ cho các bạn một chân trời kiến thức mới, rất là tuyệt vời.